Ngay sau khi giới thiệu phiên bản GLC 300 4MATIC nâng cấp vào trước Tết Nguyên Đán, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục giới thiệu thêm hai phiên bản GLC 200 và GLC 200 4MATIC với thiết kế mới, động cơ mới và giao diện MBUX tiên tiến. Hai phiên bản này đã có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc từ ngày 17 tháng 2 năm 2020. Ngoài ra, phiên bản E200 Exclusive 2020 cũng được Mercedes-Benz ra mắt cùng thời điểm này để thay thế cho phiên bản E200 Sport trước đây. Các phiên bản GLC không chỉ được nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, sức mạnh động cơ hay trang bị, mà còn được hiệu chỉnh từ chính những phản hồi của khách hàng. GLC 200 mới 2020 được trang bị cụm đèn trước LED toàn phần, cản trước và cản sau cũng được thiết kế mới. Trên phiên bản GLC 200 4MATIC được trang bị thêm gối ngoại thất off-road và mâm xe 19 inch. Cả hai phiên bản đều được sử dụng động cơ 2.0 lít hoàn toàn mới với công suất 197 mã lực và sức kéo 320 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu sau, hộp số 9 cấp 9G Tronic. GLC 200 và 200 4MATIC đều được trang bị giao diện trí tuệ nhân tạo MBUX cùng màn hình kỹ thuật số cỡ lớn. Phiên bản 4MATIC còn được bổ sung hàng loạt tiện ích như dàn âm thanh vòm 13 loa của Bumaster, camera 360 toàn cảnh, ghế da cao cấp, đèn viền nội thất 64 màu. Giá bán dành cho GLC 200 là 1.749.000.000 và GLC 200 4MATIC là 2.039.000.000 đã bao gồm VAT. Trong khi đó, E200 Exclusive 2020 là phiên bản thay thế cho E200 Sport trước đây với nhiều trang bị vượt trội, mang trên mình nhiều trang bị của E300. Sở hữu hình ảnh lịch lãm với gối ngoại thất Exclusive, nội thất theo hướng hiện đại và sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Đặc biệt, mức giá của E200 Exclusive là 2.29 tỷ đồng, đã bao gồm VAT, cực kỳ hấp dẫn của thương hiệu Mercedes-Benz E-Class và những giá trị công nghệ mà chiếc xe mang lại. Các mẫu xe đều được bảo hành chính hãng 3 năm, có thể mở rộng thành 5 năm tại hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền lớn nhất trên thị trường xe sang với 16 chi nhánh.